quý vị thả lỏng mình, tập trung mắt trí huệ hướng về bên trong của mình. Thứ nhất, những lời cầu nguyện của mình, cầu cho trái đất chúng ta đi đúng vào trong nguyệt đạo, xây đúng vào sự bình yên, cầu cho thế giới an bình, cầu cho muôn loài sống đời yên vui, cầu cho đất nước chúng ta đang ở được sự bình yên, bình yên. Cầu cho đất nước chúng ta đang sống được sự an bình, an bình, an bình. Tất cả những tiếng chuông, sư phụ dọc tạm dùng những dụng cụ ở bên ngoài để đi sâu thẳm vào trong lòng của quý vị. Tuy rằng quý vị đã có pháp môn diệu âm, đã có âm lưu nội tại, nhưng vì thế giới, nhưng vì nhân loại và trái đất này, thì thôi mình tạm thời dùng những dụng cụ của nhân gian để tẩy rửa tất cả những nghiệp chướng và những sự thiên tai được diễn biến trong đầu thế kỷ 21 này đến với loài người, cướp lấy đi tất cả những sự bình yên của loài người. Cho nên chúng ta dùng những dụng cụ của nhân gian và những âm thanh này đến với tất cả loài người.